Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình giveaway Launchpad ăn chia tổng giải thưởng là 5.000 đô token Mbot nè bạn. Thì để tham gia giải hôm nay các bạn cần click xuống phần link mô tả dưới video mới lên phòng nha bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tờ Twitter và tờ Twitter nữa. Rồi trên tờ Twitter nó thì các bạn like nè. Các bạn tờ Twitter nè các bạn. Rồi các bạn theo dõi sàn Binance luôn nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt đập lên nè. Rồi dòng đầu tiên các bạn điền để UID trên sàn Binance của tất cả bạn nha các bạn. Thì các bạn mở đi sàn Binance của bạn ra nè. Rồi đem login vào các bạn. Các bạn login vào sàn Binance của tất cả bạn bằng cái avatar của mình nè. Các bạn copy UID này nè các bạn. Rồi các bạn gọi là chỗ ở dạng điểm phong nè. Tiếp tục mình gửi đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Thì bạn mở tại Twitter mình ra nè. Các bạn nhập vào avatar, nhập vào mua sơn nha các bạn. Các bạn nhập vào ba cạnh cùng, nhập vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết nè các bạn. Các bạn gửi cho bot nè. Này gửi vào link phong chứ. Sau đó bạn bấm Z nè. Bấm Z nè. Đáp án thì mình còn để dùng link mô tả đó. Câu đầu câu 1 thì bạn chọn đáp án D nha các bạn. Để câu 2 mình coi đáp án mà. Rồi câu tiếp theo các bạn chọn đáp án A các bạn. Rồi các bạn chấp nhận điều khoản đó nè. Rồi bấm gỡ là xong. Ok, như vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình giveaway ăn chia tổng giải thưởng là 5.000 đô token Mbot đến từ sàn Binance đến em kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo tụi mình nha.